Vâng, biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như tình hình bão lũ liên tục trong 24 giờ qua. Sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng sấm sét đùng đùng. Lũ kinh hoàng đang truy đuổi người dân Trung Quốc, thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu ra rằng mọi người dân Trung Quốc vẫn an toàn, tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc tiêu xài. Ngoài ra, ông Tập vẫn còn cho hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông để thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo South China Morning Post, hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2023 cho biết thần sấm và thần sét đang trút giận đang đánh sập mạng lưới điện tại một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt khóc nức nở, nhưng mặt khác chính quyền của ông cũng đang bí mật cho tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với tất cả các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm, thần sét nổi giận trừng phạt Trung Quốc, đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 60 đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Kính thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng nay, ngày 27 tháng 6 năm 2023 giờ địa phương, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát đi một điểm tin dự báo thời tiết, và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo là vẫn tiếp tục đổ dồn dập xuống 29 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới, làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám thì ngay lại trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ, làm cho hơn 19 triệu người dân của các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cao cảnh báo lên mức báo động đỏ, mức độ cảnh báo cao nhất. Lũ ống, lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay 27 tháng 6 năm 2023, Trung Quốc cũng đã ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giáng được 15 phút, sau đó cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta, và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay đổi tính nết. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên môn nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm lo buồn và đen tối như năm nay mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu đang xảy ra, thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông, uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ đánh nhau với một số nước ở biên giới. Những điều xấu xa biểu hiện của phía Trung Quốc không biết là những tháng năm của Trung Quốc phải sống ra sao. Bởi nếu như người ta cho rằng không thay đổi tính nết nhiều khả năng những tháng cuối năm của Trung Quốc sẽ bị lùi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này hãy tài trợ tiền, vật chất cho Trung Quốc bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây giáng xuống cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Ông Tập hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ, ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100% số tiền đó dành cho việc cứu trợ, cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và một con tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và đã được hạ thủy vào cuối năm 2023. Số tiền này lấy ra ở đâu? Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những đồng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân sự của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngu cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về mưa lũ ở Trung Quốc. Một tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc, vào sáng nay ngày 27 tháng 6 năm 2023 đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử trong năm 2023. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm qua. Tờ báo Trung Quốc cho biết vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 6 năm 2023, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa đập Tam Hiệp từng chứng kiến. 3 cửa xả lũ của đập Tam Hiệp được mở vào dạng sáng ngày hôm nay nhưng vẫn không đủ cho lưu lượng nước tràn vào. Vì thế, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở liên tiếp cửa xả thứ 4. Như vậy, tổng cửa xả mà con đập này đang mở là 7 cửa và nó đang hoạt động hết công suất 24/24, nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã phát lệnh cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy tránh bị lụt nặng, bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị ngập chìm trong mức nước sâu tới 3 đến 4 mét. Hôm qua 26 tháng 6 năm 2023, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử. Và khi nó vỡ, nó đã nhấn chìm một số làng mạc cũng như nhiều ngôi nhà. Thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề. Có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, tivi và rất nhiều vật dụng khác đã bị cuốn trôi theo dòng nước ra ngoài sông Dương Tử. Nhiều người dân đã chớp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó, cùng ngày, Ủy ban sông Hoàng Hà, một trong những con sông lớn thứ 4 của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên nước của nước này, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3, tức là mức báo động cao nhất. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn thuộc dòng sông Hoài Hà lên tới 27 mét vào rạng sáng ngày 27 tháng 6 năm 2023, và đó là một trong những lưu lượng nước đáng được báo động. Cục Thủy văn Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ 4 của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và sông Mê Kông. Nó có chiều dài hơn 10.000 km, mà là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên na ná giống nhau nhưng thực tế nó là hai con sông tách biệt. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà Hà tiếp tục tăng lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây. Lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và nước sông tại con sông Dương Tử, con sông Bê Công, sông Hoàng Hà đang tăng cao và diễn biến liên quan tới những tình hình trên. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và đồng hành với chúng tôi đến hết chương trình. Nếu có ý kiến đóng góp, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, thời lượng chương trình kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.